Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 16 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Làm nên thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có sự đóng góp quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc thực hiện các quy trình bầu cử. Từ việc học Bác làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tổ chức cá nhân tiêu biểu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ cơ sở. Quận Hồng Bàng phát huy vai trò công tác mặt trận trong thực hiện chủ trương của Thành ủy về việc xây dựng mỗi phường một công viên. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương. Với vai trò trách nhiệm của mình, thời gian qua, các bước trong quy trình bầu cử đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chuẩn bị chu đáo, góp phần vào thành công chung của ngày hội toàn dân. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tới dự và chỉ đạo hội nghị. Do diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thường xuyên có các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh các nội dung công việc phù hợp với từng thời điểm, từng địa phương, bảo đảm vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử. Tại các địa phương, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, xã, phường, thị trấn bám sát hướng dẫn của thành phố, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc, đúng luật. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được triển khai hiệu quả. Các đoàn giám sát do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì đã giúp các địa phương có sự chuẩn bị chu đáo hơn, thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật về bầu cử, đồng thời cũng đề xuất kiến nghị với thành phố kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại cơ sở. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri thành phố Hải Phòng đi bầu cử đạt cao hơn bình quân chung của cả nước, cao hơn nhiệm kỳ 2016-2021, bầu đúng, bầu đủ và không có đơn vị phải bầu lại, không có đơn thư khiếu nại về quá trình bầu cử cũng như kết quả bầu cử. Hội nghị tiếp thu các ý kiến thảo luận, góp ý để rút kinh nghiệm cho những cuộc bầu cử các nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí Cao Xuân Liên khẳng định, thời gian qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tham gia công tác bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất, theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử. Trong đó, các văn bản chỉ đạo điều hành đều được ban hành kịp thời, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Các bước trong quy trình bầu cử được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian, tiến độ. Nhiều bước thực hiện sớm hơn rất nhiều so với quy định, song vẫn bảo đảm đúng đủ theo luật định và nhận được sự đồng thuận nhất trí cao trong cử tri thành phố. Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng các đơn vị cá nhân đạt thành tích trong công tác bầu cử. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, gọi tắt là IUU. Hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và công tác thú y 6 tháng đầu năm 2021. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ và lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Thời gian qua, thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về luật thủy sản năm 2017, các quy định chống khai thác bất hợp pháp, kiểm soát chặt chẽ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tăng cường công tác quản lý tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, đẩy mạnh việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đối với lĩnh vực chăn nuôi và công tác thú y 6 tháng đầu năm, thành phố hiện có hơn 13.000 con gia súc, trên 124.000 con lợn và khoảng 8,6 triệu con gia cầm. Thời gian qua, đàn lợn và gia cầm phát triển tốt,
không xảy ra dịch bệnh, chỉ có bệnh viêm da nổi cục trên châu bò mới xuất hiện ở 5 hộ tại 5 xã thuộc 4 quận huyện nhưng đã được xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, để phòng ngừa dịch bệnh, thành phố đã cấp kinh phí mua vaccine tiêm phòng cho toàn bộ đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ ghi nhận những đóng góp của các thành viên trong đoàn công tác về một số mặt còn tồn tại, hạn chế để có các biện pháp chấn chỉnh trong thời gian tới, góp phần từng bước tháo gỡ thẻ vàng EC trong lĩnh vực thủy sản, bảo vệ, phát triển đàn vật nuôi, đóng góp vào sự phát triển, tăng trưởng của ngành nông nghiệp thành phố. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá cao thành phố Hải Phòng thời gian qua đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Về việc triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, thành phố Hải Phòng cần quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị quản lý các bến cá, cảng cá, hoàn thiện tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác quản lý chất lượng thủy sản. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, cần đẩy mạnh việc tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn. Thời gian qua, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua đó, xuất hiện những cách làm hay sáng tạo nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao vai trò gương mẫu đi đầu của những cán bộ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận Dương Kinh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh về sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Thấm nhuần lời dạy của Người, những người làm công tác mặt trận, dân vận tại quận Dương Kinh đã cụ thể hóa trong quá trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trước hoàn cảnh đáng thương của bà Trần Thị Nội ở tổ dân phố Quảng Luận, phường Đa Phúc bị bệnh hiểm nghèo, hai mẹ con ở trong căn nhà chật chội, rột nát, cuộc sống gặp vô vàn khó khăn. Đại đức Thích Quảng Nghĩa, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận Dương Kinh đã quyên góp ủng hộ 50 triệu đồng để xây nhà cho bà. Cùng với số tiền 30 triệu đồng của Mặt trận Tổ quốc quận và sự đóng góp của bà con làng xóm, ngôi nhà mơ ước của bà Trần Thị Nội đang dần biến thành hiện thực. Bây giờ ước mơ của tôi bây giờ là đã trở thành hiện thực, là bây giờ đã có ngôi nhà để cho mẹ con tôi. Lúc gió bão mẹ con tôi yên tâm này. Tôi cảm ơn thầy và cảm ơn các ban ngành, tất cả mọi người đã cùng chung tay giúp đỡ mẹ con tôi. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở là một trong những nội dung được chú trọng để thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn quận Dương Kinh. Người đứng đầu cơ sở phát huy được trí tuệ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân, để từ đó bàn bạc, thảo luận, tìm ra khâu yếu, điểm nghẽn, xác định những nhiệm vụ mang tính đột phá. Thành quả của những thay đổi trong tư duy, nếp nghĩ chẳng phải đâu xa. Đó là phong trào hiến đất mở ngõ, làm đường. Tuyến đường tại khu dân cư Phúc Hải, phường Đa Phúc dài hơn 800 mét là thành quả đạt được nhờ sự đoàn kết, chung tay của người dân trong việc hiến đất, phá dỡ công trình để mở rộng đường. Người ít thì hiến vài mét vuông đất, người nhiều thì hiến vài chục mét vuông. Người thì phá tường bao, công trình kiến trúc. Nhưng tự chung lại ở họ là sự đồng thuận với chủ trương làm đường, xây dựng môi trường cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp. Cùng với hiến đất, người dân nơi đây còn đóng góp 70 triệu đồng để lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Để có được thành quả đó, mỗi người trong chi bộ của tổ dân phố này luôn làm tốt việc gương mẫu đi đầu. Và chúng tôi đã triển khai trong chi bộ và giao nhiệm vụ cho tất cả các đồng chí đảng viên, nhà nằm trên tuyến đường này là phải gương mẫu trước và phải phá dỡ toàn bộ công trình trước, sau đó để làm gương cho nhân dân người ta noi theo. Thì vai trò của cái tổ dân phố rồi của bí thư chi bộ là chúng tôi phải đi sâu đi sát từng nhà dân một để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng người dân. Trong 2 ngày là chúng tôi đã triển khai giải tỏa xong toàn bộ tuyến đường và chúng tôi đã hoàn thành cái tuyến đường trong 2 giai đoạn, giai đoạn 1 và giai đoạn 2.
Thì qua cái vận động nhân dân thì toàn thể nhân dân rất là hưởng ứng cao, và bà con nhân dân ở khu vực Phúc Hải đã vận động ủng hộ hiến đất, và nhiều gia đình có hiến hàng gần 100 cái vùng đất để hỗ trợ thi công tuyến đường. Và vừa qua thực hiện cái nghị quyết 05 của Hội đồng dân thành phố thì rất nhiều gia đình ở hai bên tuyến đường đã cùng ủng hộ kinh phí để hỗ trợ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và cũng là thực hiện tốt các cái việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn của phường. Có thể nói, ở đâu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra phải gắn với dân thụ hưởng mới có thể thành công. Đây cũng chính là việc hiện thực hóa tư tưởng, việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm của Bác Hồ kính yêu. Trong phần tiếp theo của chương trình, quận Hồng Bàng phát huy vai trò công tác mặt trận trong thực hiện chủ trương của Thành ủy về việc xây dựng mỗi phường một công viên. Kiểm tra đột xuất việc thực hiện bộ tiêu chí bệnh viện an toàn của Bộ Y tế tại một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, kiên quyết đóng cửa đối với các cơ sở không bảo đảm quy định phòng chống dịch. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương xây dựng mỗi phường một công viên của Thành ủy và chủ đề năm của quận Hồng Bàng là tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, đột phá phát triển đô thị. Những ngày qua, cùng với các cấp ngành địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hồng Bàng đã nhanh chóng khẩn trương vào cuộc triển khai các mô hình bảo vệ môi trường, phát triển hệ thống công viên cây xanh, góp phần chung tay xây dựng thành phố Hải Phòng sáng xanh, sạch đẹp, hiện đại và văn minh. Những ngày này trên công trình xây dựng công viên cây xanh khu nhà 187 lô, khu đô thị 2A phường Sở Dầu, những công nhân đang hối hả khẩn trương thực hiện các phần việc cuối cùng để chuẩn bị khánh thành vào ngày 22 tháng 6 tới. Để công trình phát huy đầy đủ công năng sử dụng theo đúng nhu cầu của nhân dân địa phương, nhiều cuộc họp bàn công khai dân chủ đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, mặt trận và các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến trực tiếp từ tất cả nhân dân, đồng thời có sự tiếp thu, điều chỉnh hợp lý, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Lãnh đạo quận đã mời các hộ gia đình ra họp tại quận, nghe các ông chí chủ dự án trình bày thiết kế công viên để dân góp ý xem là công viên sẽ được chưa, chỉnh sửa như thế nào. Và sau khi dân góp ý rồi thì chỉnh trang lại thiết kế và triển khai ngay. Thì đây là một cái việc làm tạo được niềm tin cho dân và dân phấn khởi. Với sự khẩn trương phối hợp triển khai xây dựng các phương án thiết kế, dự toán kinh phí xây dựng công trình của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đến ngày hôm nay, mọi phần việc đang được triển khai đúng tiến độ thời gian, bảo đảm an toàn lao động và an toàn phòng chống dịch bệnh. Được biết, đây là một trong hai công viên cây xanh được xây dựng trên địa bàn phường Sở Dầu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hồng Bàng và các tổ chức đoàn thể quận đã triển khai tuyên truyền vận động đến các đơn vị doanh nghiệp, tập thể cá nhân ủng hộ kinh phí trên tinh thần tự nguyện, nên đến nay tổng kinh phí huy động từ các nguồn xã hội hóa là trên 640 triệu đồng. Diện tích gần 1.390 m2 công viên hiện đã được phủ xanh với các cây trồng cho bóng mát như sấu, mộc miên, hoa ban, xà cừ. Bên cạnh sự chủ động vào cuộc tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp và thường xuyên đôn đốc giám sát đơn vị thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hồng Bàng còn họp bàn và xây dựng kế hoạch chăm sóc, bảo vệ vườn hoa công viên để nâng cao công năng sử dụng lâu dài, bền vững. Hôm nay thì chúng tôi đang triển khai cái chương trình xây dựng công viên cây xanh đặt tên là công viên Lạc Hồng. Thì đây cũng là chủ trương của cấp ủy giao cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chúng tôi là chủ đầu tư tham gia vận động nhân dân và vận động các cái doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trên địa bàn quận. Và trên tinh thần cái chủ trương của cấp ủy, của thành ủy giao về cái xây dựng công viên thì Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của quận Hồng Bàng cũng rất là tích cực trong cái việc vận động quần chúng nhân dân, vận động các cái hội đoàn thể tham gia trong cái việc cùng chung tay xây dựng cái công viên ở trên địa bàn của quận. Từ cái khâu thiết kế rồi giám sát cái quá trình thi công của các công trình công viên để đảm bảo là xây dựng tại mỗi quận đều, mỗi phường đều có một công viên xanh, sạch đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần vào cái việc thực hiện các cái nghị quyết của thành phố cũng như là cái chủ trương của chính phủ trong cái việc trồng cây xanh. Việc triển khai xây dựng công viên cây xanh tại khu nhà ở 187 lô thuộc khu đô thị 2A phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng một lần nữa khẳng định tính đúng đắn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc chung tay xây dựng, phát triển đô thị quận trung tâm thành phố.
Thưa quý vị, theo kế hoạch thì chỉ còn ít ngày nữa, cầu Quang Thanh sẽ chính thức khánh thành đưa vào khai thác, nối đôi bờ Hải Phòng, Hải Dương. Công trình sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển liên kết vùng theo tinh thần nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông, mở rộng giao thương, phát triển kinh tế trong khu vực. Dưới cái nắng gay gắt của ngày hè tháng 6, đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động vẫn duy trì nhịp độ thi công, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình sớm hơn so với dự kiến ban đầu. Những phần việc còn lại như sơn vạch kẻ đường, vệ sinh mặt cầu, thu dọn công trường đang được tích cực thực hiện. Cho đến thời điểm này thì cơ bản cầu Quang Thanh đã thi công xong gần như toàn bộ các hạng mục kết cấu chính. Đến thời điểm này thì còn 1-2 cái hạng mục nữa đấy là đối với phần cầu và phần đường là đang thi công đốt cái phần cọc tiêu biển báo cũng như là sơn đảm bảo an toàn giao thông. Còn đối với lại phần kè đê thì hiện nay thì có đang thi công thêm nốt cái phần mà thi công đã có mặt bằng rồi. Thế còn lại đa phần là các đơn vị là chủ yếu tập trung vào công tác giải thể vật tư thiết bị cũng như là nhân lực. Cầu Quang Thanh do liên danh Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng HGC và Tổng Công ty Thăng Long Công ty Cổ phần thi công. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ thi công trong 15 tháng. Tuy nhiên, với quyết tâm đưa công trình về đích cùng với cầu Dinh, nên ngay sau thời điểm khởi công, liên danh nhà thầu đã nỗ lực huy động nhân lực phương tiện thi công, phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng và chính quyền địa phương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về mặt bằng để thi công dự án. Cũng bởi vậy mà ngay cả khi phải tạm dừng thi công một số hạng mục gần một tháng để phòng chống dịch COVID-19, dự án vẫn về đích trước kế hoạch gần 3 tháng. Kể từ không khi khởi công đến nay thì tiến độ thi công của nhà thầu cam kết với chủ đầu tư là theo hợp đồng 15 tháng. Thì tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì là thi công đã gần 12 tháng, tức là tiến độ cũng đã vượt so với kế hoạch ban đầu đề ra là gần 3 tháng. Thì trong quá trình thì thi công thì cũng có gặp cái vướng mắc như là dịch bệnh, rồi khó khăn về mặt bằng. Tuy nhiên với sự quyết tâm của chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát thì công trình cũng đã về đích theo đúng cái cam kết. Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa, ước mơ của người dân đôi bờ sẽ trở thành hiện thực khi công trình cầu Quang Thanh được đưa vào khai thác. Sẽ không còn cảnh đò ngang cách trở, không còn những chuyến phà nặng nỗi lo âu ngày gió bão. Công trình sẽ mở ra cơ hội kết nối giao thương, nâng cao năng lực khai thác các tuyến giao thông hiện hữu, thúc đẩy kinh tế của các địa phương trong khu vực. Việc hoàn thành cầu Quang Thanh sớm hơn kế hoạch cũng cho thấy quyết tâm của Hải Phòng trong thực hiện mục tiêu phát triển liên kết vùng theo tinh thần nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo kế hoạch thì dự án đầu tư xây dựng cầu rào hoàn thành trước ngày 25 tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, dự án có nguy cơ chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng của các địa phương Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Dương Kinh. Riêng tại quận Hải An phải thu hồi hơn 20.900 m² đất. Đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng đang được quận tập trung thực hiện. Trong tổng số 20.900 m² đất phải thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu rào có liên quan đến 37 cá nhân và 5 tổ chức tại hai phường là Cát Bi và Đằng Lâm. Trong đó tại phường Đằng Lâm có 16 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thương mại, Ủy ban nhân dân phường Cát Bi với tổng diện tích cần phải thu hồi là 17.395 m². Quận đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng đối với 16 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thương mại với tổng diện tích 2.152,2 m². Hiện quận đã bàn giao diện tích đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thương mại, Công ty ICC cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Với 16 hộ gia đình, cá nhân, Ủy ban nhân dân quận đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, mới có 6 trên 16 hộ nhận tiền. Dự án cầu rào 1 thì là dự án trọng điểm của Ủy ban thành phố. Thì quận cũng xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của quận. Thì ngay khi bắt đầu triển khai thì quận cũng đã đi làm việc với các đơn vị tổ chức để xác nhận khối lượng và bàn giao mặt bằng trước cho chủ đầu tư để bàn giao nhà thi công để triển khai các mối trụ. Và đến nay thì cơ bản là đã bàn giao được những mặt bằng cần thiết thi công những hạng mục trước cho công trình.
Ban quận cũng đã triển khai đo đạc kiểm đếm của các hộ gia đình cá nhân liên quan. Hiện nay thì ban quận cũng đã triển khai kiểm kê và phê duyệt liên quan đến 16 hộ gia đình cá nhân tại phường Cát Bi, thì cũng đang tiến hành chi trả tiền bồi thường. Thì ngay ngày đầu cũng đã có 6 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, thì còn 10 trên 16 hộ thì ủy ban quận cũng đã chỉ đạo hội đồng bồi thường hỗ trợ cũng đang đi tuyên truyền vận động để các hộ dân sớm nhận tiền và giao bằng để đảm bảo đúng tiến độ của dự án. Hiện nay các hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ do có kiến nghị về đơn giá bồi thường vật kiến trúc, giá đất thu hồi thấp so với thực tế chuyển nhượng. Một số trường hợp bị thu hồi một phần đất ở nhưng yêu cầu bồi thường 100% diện tích. Đối với các nội dung kiến nghị về đơn giá bồi thường không có cơ sở để giải quyết, quận sẽ tập trung tuyên truyền vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân quận cũng chỉ đạo thuê đơn vị tư vấn để khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng để làm cơ sở giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho người dân trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới ngã năm sân bay Cát Bi, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng tại khu vực lô 20-21, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Dự án khu đô thị mới ngã năm sân bay Cát Bi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1100 ngày 17 tháng 12 năm 1997 và quyết định số 130 ngày 21 tháng 2 năm 2000. Trong đó, khu vực lô 20+21 với tổng diện tích đất thu hồi là 7,8 ha, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền đã giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ khoảng 80%. Hiện nay đang tập trung cao đối với 3 hộ dân với tổng diện tích hơn 2.000 m2 sử dụng đất ở và 3 hộ dân sử dụng đất nông nghiệp của Hợp tác xã Nông nghiệp Đằng Giang với diện tích còn lại là hơn 134 m2 để thi công hạ tầng kỹ thuật tuyến đường T30, T15 khu tái định cư. Mặc dù đã được các cấp, các ngành của quận Ngô Quyền và phường Đằng Giang tuyên truyền vận động, giải thích, nhưng các hộ dân không chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Kiến nghị của các hộ dân liên quan đến chính sách thu hồi đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền kiểm tra, rà soát, khẳng định không có cơ sở để giải quyết và đã trả lời công dân theo quy định. Việc giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng trong công tác chỉnh trang đô thị của quận Ngô Quyền, đồng thời tạo quỹ đất tái định cư phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Kiến An tổ chức hội nghị phát động ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo quận Kiến An kêu gọi các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân toàn quận phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc với tinh thần chống dịch như chống giặc, bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, cùng chung tay tham gia ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Nguồn ủng hộ tập trung chủ yếu cho việc mua vaccine, máy thở và trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Kiến An đã tiếp nhận số tiền ủng hộ được hơn 1,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được nộp về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phục vụ công tác phòng chống dịch. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xâm nhập vào một số bệnh viện ở các tỉnh thành phố trên toàn quốc, Sở Y tế vừa tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện bộ tiêu chí bệnh viện an toàn của Bộ Y tế tại một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của lãnh đạo Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng, Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng, đoàn kiểm tra ghi nhận sự chủ động của các cơ sở y tế trong việc thực hiện nghiêm bộ tiêu chí về bệnh viện an toàn. Cụ thể, các bệnh viện đã tăng cường công tác sàng lọc, phân luồng người bệnh đến khám. 100% người bệnh, người nhà người bệnh, khách đến làm việc, công tác tại bệnh viện phải đi qua khu vực sàng lọc để khai báo y tế điện tử, đo nhiệt độ, đóng dấu kiểm soát, từ chối tiếp nhận và làm việc với cá nhân chưa được sàng lọc, kiểm soát y tế. Toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện, người làm việc trong bệnh viện, khách đến công tác, người bệnh, người chăm sóc người bệnh phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế. Mỗi người bệnh chỉ được bố trí một người chăm sóc trong suốt quá trình điều trị. Người chăm sóc phải có kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19 âm tính trong vòng 7 ngày, không cho người nhà vào thăm người bệnh.
Ngành y tế chúng tôi cũng đề nghị các cái đơn vị y tế là phải thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế về bệnh viện an toàn. Các bệnh viện phát hiện sớm những trường hợp nào có yếu tố dịch tễ đưa vào cái phòng cái bộ phận cách ly ngay, xét nghiệm để có thể phát hiện sớm nhất. Vừa yêu cầu các bệnh viện là phải triển khai chăm sóc người bệnh toàn diện, yêu cầu các bệnh viện là phải thường xuyên định kỳ xét nghiệm lại toàn bộ đối với cán bộ y tế cũng như các người lao động khác ở trong bệnh viện, rồi xét nghiệm định kỳ tất cả những cái trường hợp bệnh nhân ở những cái khoa hô hấp, khoa hồi sức, rồi khoa bệnh nhiệt đới cũng như khoa khác liên quan. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, đoàn kiểm tra yêu cầu các cơ sở y tế tiếp tục nêu cao tinh thần nỗ lực chủ động phòng chống dịch, không chủ quan lơ là, bị động. Các bệnh viện nâng cao mức độ phòng chống dịch, khẩn trương bổ sung, triển khai các biện pháp cấp bách trong tình hình mới theo chỉ đạo của thành phố và Sở Y tế, nhằm siết chặt công tác kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh, thiết lập môi trường khám chữa bệnh an toàn để người dân yên tâm. Thời gian tới, lãnh đạo ngành y tế sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, kiên quyết cho dừng hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn, yêu cầu khắc phục đầy đủ các thiếu sót mới được quay trở lại hoạt động. Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ với người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng vừa tổ chức phiên chợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch với sự tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn Babini và tập đoàn Đỉnh Vàng, quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kinh tế của người dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội, chương trình chợ nhân đạo đã góp phần hỗ trợ thêm các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm, khẩu trang, nước sát khuẩn cho các đối tượng để vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Trong ngày hôm nay, Hội Chữ thập đỏ đã tổ chức trao 130 suất quà cho các đối tượng yếu thế tại 3 quận Lê Chân, Hồng Bàng và Dương Kinh. Hội cũng bố trí cán bộ đo thân nhiệt, sát khuẩn, giãn cách các đối tượng đến nhận quà, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của thành phố. Dự kiến trong sáng ngày mai 17 tháng 6, Hội Chữ thập đỏ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch tại huyện An Dương. Đây là việc làm vô cùng thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với cộng đồng. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất gặp khó bởi sản lượng giảm nhưng chi phí sản xuất lại không hề giảm. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, ngành ngân hàng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng vượt khó, duy trì ổn định sản xuất. Ghi nhận tại Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng. Là doanh nghiệp chuyên doanh vận tải khách, chịu ảnh hưởng trực tiếp và ngay lập tức của dịch bệnh COVID-19 kể từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ nhất và cho đến lần thứ tư này. Hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đoàn Xuân liên tục sụt giảm và hiện đã giảm tới 90%. Đồng nghĩa với việc 70 phương tiện vận tải khách và đội ngũ lái phụ xe của doanh nghiệp phải làm việc luân phiên cầm chừng. Chi phí không giảm nhưng doanh thu giảm mạnh khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Trong nỗ lực vượt khó, doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ phía các tổ chức tín dụng. Trong cái thời gian dịch Covid vừa qua thì cũng được ngân hàng hỗ trợ rất là nhiều. Một là cho giãn hoãn, rồi cơ cấu nợ, miễn cái phí chuyển tiền. Doanh nghiệp nói chung là cũng tiết kiệm được một số những cái khoản chi phí trong hàng tháng để hỗ trợ trong cái dịp Covid này. Những khách hàng mà trong cái thời điểm dịch bệnh này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, vận tải, nhà hàng, khách sạn thì chúng tôi đều phải hỗ trợ khách hàng bằng cách là cơ cấu thời hạn nợ cũng như là hỗ trợ giảm lãi suất để cho khách hàng có thể giảm được cái khó khăn. Những khách hàng nào nếu có nhu cầu về vay vốn lưu động, chúng tôi cũng giải quyết nhanh gọn. Cùng với đầu tư nguồn vốn cho khách hàng, Agribank Đông Hải Phòng còn mở rộng và khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ giao dịch ngân hàng điện tử, giúp khách hàng tiết giảm chi phí và hạn chế giao dịch trực tiếp, bảo đảm an toàn phòng dịch trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Chúng tôi thì được bên ngân hàng nông nghiệp thì hỗ trợ rất là nhiều. Thứ nhất là về vốn, thứ hai là về cái vừa rồi là cái thu không thu phí khi chuyển tiền. Thế mà mỗi một ngày thì chúng tôi chuyển 3, 4, 5 mã thì nó đỡ rất là nhiều luôn đấy. Thế có những tháng thì đến 10 triệu, 12 triệu, 15 triệu. Thế và như thế thì đương nhiên là chúng tôi đã trả được công nhân cho hai người rồi. Tính đến nay, Agribank Đông Hải Phòng đã giảm lãi suất cho 20 khách hàng doanh nghiệp, 320 khách hàng cá nhân với tổng dư nợ được hỗ trợ giảm lãi là gần 270 tỷ đồng. Số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 450 triệu đồng. 36 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổng dư nợ là hơn 100 tỷ đồng.
chi nhánh cũng tiến hành cho vay mới lãi suất ưu đãi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với dư nợ là 630 tỷ đồng. Các gói cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn cũng được chi nhánh áp dụng nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Tiếp theo là cập nhật diễn biến dịch COVID-19 ngày hôm nay. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 16 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 423 ca mắc mới, 9 ca cách ly sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh 4 ca, Kiên Giang 2 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 1 ca, Quảng Nam 1 ca, Khánh Hòa 1 ca và 414 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 279 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 99 ca, Bắc Ninh 27 ca, Hà Tĩnh 4 ca, Nghệ An 3 ca, Hà Nam 1 ca và Bắc Cạn 1 ca. Trong đó 398 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày hôm nay, Việt Nam có tổng cộng 9.980 ca ghi nhận trong nước và 1.655 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 8.410 ca, trong đó có 1.816 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Còn tại Hải Phòng, không ghi nhận ca mắc mới tính đến 18 giờ ngày hôm nay. Trên thế giới có hơn 178 triệu ca mắc COVID-19 với hơn 3,8 triệu ca tử vong trên 219 quốc gia vùng lãnh thổ. Sau đây là hướng dẫn cập nhật vùng cách ly y tế. Lưu ý, áp dụng các biện pháp cách ly y tế đối với những người đến và trở về Hải Phòng từ các vùng có ca bệnh tại cộng đồng theo bảng trên. Cách ly tập trung theo màu cam, cách ly tại nhà theo màu xanh nước biển, khai báo giám sát y tế theo màu xanh mạ, không áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo màu trắng. Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thực hiện công văn số 2803 ngày 30 tháng 4 năm 2021, thông báo số 164 ngày 5 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Khai báo y tế tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn nơi cư trú, lưu trú, địa chỉ, điện thoại truy cập covidmaps.haiphong.gov.vn. Quý vị thân mến, những thông tin dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trung tâm thành phố mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía bắc thành phố mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Phía nam thành phố mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.